Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 24 thực hành tiểu hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả. Các em hãy kể tên các loại rau, củ, quả dùng để tỉa hoa mà em biết. Sau đây sẽ là một số hình ảnh về các loại rau, củ, quả dường người ta thường dùng trong trang trí món ăn. Hôm nay các em sẽ tỉa hai loại hoa cơ bản cho cô từ nguyên liệu đầu tiên đó là hành lá và cà rốt. Dụng cụ cần có để tỉa hai loại hoa này đó là kéo, bộ dụng cụ tỉa hoa. Nếu nhà bạn nào có thì các em dùng cũng được, còn nếu không thì không sao, các em có thể thay thế bộ dụng cụ tỉa hoa bằng tăm. Tiếp theo là một ly nước. Có ba dạng tỉa hoa cơ bản mà các em hay thấy nhất, đó là tỉa hoa dạng phẳng, tỉa hoa dạng nổi thành hình khối, tỉa hoa tạo hình hoa, lá. Hôm nay các em sẽ đi học và tìm hiểu về dạng tỉa hoa dạng phẳng và tỉa hoa tạo hình hoa, lá. Đầu tiên các em sẽ tỉa hoa huệ trắng từ hành lá. Đối với hành lá, các em sẽ làm 3 phần chủ yếu cho cô, đó là phần lá, phần cành và phần hoa. Đầu tiên về phần hoa. Các em có thể quan sát theo hình ảnh. Đầu tiên các em sẽ cắt rễ phần đầu và các em sẽ làm sạch. Các em lưu ý khi lựa những cái cọng hành để làm hoa thì các em nên lựa những cọng hành nào màu trắng. Sau đó các em sẽ cắt đoạn một đoạn khoảng từ 2 cm cho tới 5 cm. Tiếp theo các em sẽ dùng kéo. Các em chẻ sâu xuống thành nhiều cánh nhỏ. Cánh càng mỏng và càng nhỏ thì sẽ nhìn ra sẽ hoa mình sẽ đẹp hơn. Sau khi chẻ sâu xuống những cánh nhỏ thì các em sẽ bắt đầu ngâm hoa vào nước. Các em ngâm khoảng từ 5 tới 10 phút, các em sẽ thấy những cái cánh hoa của mình sẽ nở ra như hình cuối cùng. Đó là về phần hoa. Tiếp theo chúng ta sẽ qua về phần cành. Đối với phần cành thì sau khi các em đã cắt rễ của đầu hành lá thì các em sẽ cắt bớt lá của cọng hành. Các em bắt đầu cắt đoạn đầu trắng, cắt cọng hành xanh khoảng từ 1 đến 2 cm như hình trên. Và các em sẽ tỉa cuốn hoa. Để khi chúng ta ngâm hoa trong nước xong thì chúng ta sẽ cắm lên, tạo cho hoa một cái cuốn màu xanh. Khi mà các em gắn đoạn hành trắng lên cuốn hoa thì các em nhớ là các em sẽ dùng tăm bông. Mình đâm từ phần dưới của hoa lên. Và các em sẽ xuyên vô cuốn hoa mà các em đã tỉa rồi như hình dưới đây. Sau khi chúng ta đã tiến hành xong phần cành thì chúng ta sẽ đi qua. Tương tự với phần cành thì các em sẽ cắt phần, cắt bớt lá của cọng hành, cắt đoạn đầu trắng cắt màu xanh khoảng 10 cm. Các em đừng nên cắt cao quá vì khi chúng ta cắt cao quá thì chúng ta sẽ rất là khó trình bày. Và cũng đừng nên cắt ngắn quá vì cắt ngắn quá chúng ta cũng không trình bày đẹp được. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ tách mỗi cọng hành thành 2 hoặc 3 lá nhỏ tùy ý của các em. Hoặc các em có thể làm 4 lá nhỏ cũng được. Các em lưu ý khi tách những cái này các em có thể dùng kéo hoặc dùng tăm bông để các em cắt. Nhớ là không sử dụng dao.
Tương tự với phần hoa thì các em cũng nên ngâm với nước vài phút thì để cho phần lá nó nở ra, nhìn nó sẽ đẹp hơn và trang trí nó sẽ bắt mắt hơn. Sau đó các em gắn các cành hoa lên. Sau khi hoàn thành xong hết thì các em sẽ trình bày sản phẩm của mình. Các em có thể trình bày lên dĩa màu trắng hoặc dĩa hoa văn cũng được, và các em có thể đi kèm với những cái phụ kiện tiểu hoa khác, các em trang trí lên cho bài mình thêm đẹp. Đối với phần lá thì các em có thể cắt những cái lá xoa le hoặc ngang bằng đều được, tùy theo sở thích của mình và tùy theo mục đích của mình trình bày cho sản phẩm như thế nào. Tiếp đến mình sẽ tìm hiểu về cách tỉa hoa thứ hai, đó là tỉa hoa từ cà rốt. Đối với cà rốt thì khi các em mua về, các em rửa sạch, cắt bỏ phần đầu và bào vỏ. Các em có thể bào vỏ và không bào vỏ cũng được, tùy mục đích của mình sử dụng như thế nào. Sau khi đã đào rửa sạch và bào vỏ thì các em sẽ tiến hành theo các bước sau. Các em có thể dùng dao cắt những khoanh tròn độ dày tương đối từ 1 cm, từ 0,5 cho đến 1 cm là được. Các em không nên cắt quá dày, vì khi cắt quá dày thì mình tỉa rất là khó, vì mình tỉa là mình sẽ sử dụng kéo mình tỉa. Đối với những bạn nào sử dụng dao cắt những khoanh tròn này thì các em có thể nhờ phụ huynh cắt giùm mình, chứ các em không nên sử dụng dao vì nó rất cắt quá mỏng thì nó sẽ rất dễ bị vô tay. Hoặc các em có thể sử dụng dao bào, các em sẽ bào ra những lát mỏng như hình bên cạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào bước tạo hình hoa trên cà rốt. Đối với những bạn có bộ dụng cụ tỉa hoa thì các em có thể ấn và sang dấu trên cà rốt của mình như hình số 1 và số 2. Sau khi các em ấn sang dấu xong thì các em sẽ thấy được hình hoa trên cái cà rốt của mình theo hình số 3. Đối với những bạn nào không có bộ dụng cụ tỉa hoa thì các em có thể dùng tăm bông để các em vẽ tạo hình trên miếng cà rốt của mình cũng được. Sau khi đã tạo hình hoa trên xong thì các em sẽ tiến hành vào bước tỉa hoa. Tỉa hoa các em sẽ dùng kéo, các em cắt bỏ đi những phần thừa trên cà rốt mà các em đã tỉa. Và sau đó các em sẽ ngâm cà rốt vào nước. Sau khi ngâm cà rốt vào nước khoảng 5 đến 10 phút thì các em bắt đầu và trình bày sản phẩm của mình lên dĩa. Tương tự với hành lá, các em có thể dùng những cái lá khác, những cái món đồ ăn khác, các em trang trí cho hoa của mình thêm đẹp, thêm lung linh và bắt mắt. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong về hai cái loại hoa tỉa trên thì các em hãy cho cô biết vì sao chúng ta phải ngâm hành lá, cà rốt vào trong nước sau khi tỉa hoa. Ngoài ra thì các em sẽ tìm hiểu trước cho cô về phần tỉa hoa hồng từ cải thìa và trả lời câu hỏi trên vào tập